い、皆さんこんにちは。今日は一緒にひらがなの濁音と半濁音を勉強しましょう。Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào học phần biến âm, âm đục và âm bán đục của bảng chữ cái hiragana, dakuon và handakuon. Hãy mina san isshu ni benkyou shimashou. Đầu tiên, chúng ta cùng nhau đi vào phần khái niệm về âm đục và âm bán đục, hay còn gọi là biến âm trong bảng chữ cái hiragana. Đầu tiên là về âm đục. Trong tiếng Nhật, âm đục còn gọi là dakuon. Ta thường gọi là tenten, ký hiệu là hai dấu phẩy. Âm bán đục, tiếng Nhật gọi là handakuon, và ta thường gọi là maru, ký hiệu là dấu tròn. Số 2 là quy tắc về biến âm. Tenten và maru sẽ được thêm vào góc bên phải của chữ cái quy định để tạo ra biến âm. Các cột chữ cái có biến âm sẽ là cột ka, sa, ta và ha. Và tenten thì được thêm vào cả 4 cột này, nhưng còn riêng về maru thì chỉ thêm vào cột ha mà thôi. Tiếp theo, cùng chuyển sang phần quy tắc biến âm và cách đọc. Đầu tiên đó là cột ka, ki, ku, ke và ko. Khi mọi người thêm tenten vào góc bên phải của nó thì được chuyển thành âm g, tức là ta có ga, gi, gu, ge và go. Tiếp theo đó là gì đây ạ? Cột thứ hai, số 2 đó là cột sa, shi, su, se và so. Khi mọi người thêm tenten vào góc bên phải sẽ được chuyển thành âm z, âm z. Ta có za, ji, zu, ze và zo. Shi vốn dĩ bình thường đọc mạnh hơn so với bốn âm còn lại, vì vậy phiên âm của chúng sẽ khác. Và đặc biệt là khi mọi người thêm tenten thì phiên âm của nó cũng sẽ khác, đó là âm ji đọc mạnh hơn một chút. Za, ji, zu, ze và zo. Tiếp theo, ta có cột số 3 là ta, chi, tsu, te và to. Khi mọi người thêm tenten vào thì sẽ được biến thành âm d. Ta có da, ji, zu, de và do. Mọi người lưu ý da, ji, zu, de và do. Tiếp theo, ta có cột số 4, đó là cột ha, hi, fu, he và ho. Khi thêm tenten vào, nó được biến thành âm bờ bò, âm bờ. Ta có ba, bi, bư, bê và bộ. Ba, bi, bư, bê và bộ. Đây là 4 cột khi thêm tenten và được biến âm như thế này. Tiếp theo là cột cuối cùng, là cột duy nhất, nó là cột ha, hi, fu, he và ho. Và cũng là cột duy nhất được phép thêm maru, dấu tròn. Và khi thêm maru thì cột này sẽ biến thành ba, pi, pu, pe và po, tức là âm p phở. Cột ha của chúng ta khi thêm maru vào sẽ được biến thành âm p phở là pa, pi, pu, pe và po. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những ví dụ đi kèm với từng chữ cái khi thêm biến âm. Hãy mina san isshu ni ikimashou. Hãy ga, gi, gu, ge, go. Hãy ga, ga, gakusei, gakusei, kaigan, kaigan. Ghi, ghi, cai ghi, cai ghi, ca ghi, ca ghi, gu, gu, ca gu, ca gu, oyogu, oyogu. Ge, ge, genki, genki, kange, kange, go, go, kaigo, kaigo, gomi,
ゴミ。はい、tiếp theo。三、ザ、ジ、ズ、ゼ、và ゾ。ザ、雑誌、雑誌。残念、残念。じ、じ、じ。自信、自信。漢字、漢字。ず、ず、ず。地図、地図。湖、湖。税、税。自然、自然。風、風。象、象。象、水族館、水族館。水族館。tiếp theo、tới だ、じ、ず、で、và ど。だ、だ、男性、男性。大学、大学。じ、じ。縮む、縮む、縮む。話、話、話。ず、ず。缶詰、缶詰、缶詰。ひずめ、ひずめ。で、で。電話、電話。電気、電気。ど、ど、ど。窓、窓、窓。うどん、うどん、うどん。tiếp theo、ba、đi、bư、bê、và bộ。ba、ba。カバン、カバン。番組、番組、番組。B、B。カビン、カビン。指輪、指輪、指輪。ブ、ブ、ブ。ブタ、ブタ。手袋、手袋、手袋。
B. B. O bento. O bento. Bendy. Bendy. Bo. Bo. Boshi. 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 Sobo. 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 Tiếp theo sang hàng cuối cùng. Ba, pi, pu, pe và po. Pa. Pa. Kanpai. Kanpai. Shinpai. Shinpai. Pi. 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 Enpitsu. Enpitsu. Shinpin. Shinpin. Pu. Pu. Tempura. Tempura. Senpuki. 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 Pe. Pe. Kanpeki. Kanpeki. Hoppeta. 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 Po. Po. Nippon. Nippon. Genpon. 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 はい、終わりました。ご視聴どうもありがとうございました。Trên đây là video clip hướng dẫn về học biến âm của bảng chữ cái Hiragana, Dakuon và Handakuon, cách thêm tên tên và maru và một số ví dụ đi kèm. Mọi người hãy cố gắng luyện tập thật nhiều lần để quen được bảng biến âm này. Hai minasan, otsukare sama deshita. Bye bye.